Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Ngày hôm qua như là lời Lâm đã hứa với các bạn là Lâm sẽ tiếp tục review và giới thiệu với các bạn một mẫu nước hoa mới của nhà Burberry. Thì cái phiên bản này được ra mắt vào năm 2006, đó chính là Burberry London phiên bản For Men, là phiên bản dành cho nam. Thì có một cái phiên bản song sinh với nó là phiên bản cho nữ nữa. Thì nó có hơi bất công một chút là cho nam thì là dòng Eau de Toilette, còn cho nữ là Eau de Parfum. Nhưng mà không sao, Lâm sẽ nhanh chóng trên tay và giới thiệu các bạn trong clip mới này. Thì chai này là chai tester nha các bạn. Chai tester thì nó không có cái nắp, nhưng mà quan trọng là Lâm chỉ muốn giới thiệu các bạn cái mùi như thế nào và cái kiểu dáng như thế nào thôi. Thì cái chai này là tester của nhà Burberry London, là một cái phiên bản Eau de Toilette For Men, là dành cho nam nha các bạn. Đây là 100ml và được sản xuất tại Pháp. Đây là cái hộp của nó ha, cái hộp tester của nó là như thế này nha các bạn. Thì ở trên đây nó cũng có những cái thông số về thành phần, cũng giống như là cái cách bảo quản hộp như thế nào ha, có hết và xuất xứ của nó luôn. Thì Burberry Fragrance được ra mắt vào năm 2016, thì nó cũng khá là đình đám và mùi này là nó thuộc tông mùi là thuốc lá thơm đấy các bạn nè. Cái tester của nó thì nó không có nắp, nhưng mà bù lại thì nó có một cái miếng giấy giới thiệu ở phía sau là tất cả những cái tông mùi. Thí dụ như là cái top note nghĩa là cái tông mùi đầu tiên, giống như là một cái lớp hương đầu tiên, lớp hương đầu á. Thì rồi sau đó thì tới middle là nghĩa là first note, hoặc là middle á thì gọi là cái tông mùi giữa. Nó có đủ ba cái lớp hương ha các bạn, đủ ba lớp hương. Nhưng mà thật sự mà nói, khó, một cái mũi bình thường khó thế nào mà có thể nào mà cảm nhận được tất cả các ba tầng hương của nó rõ ràng được. Thì hồi tối hôm qua Lâm cũng đã xịt thử, và Lâm thấy là cái lúc mà mới xịt tới thì Lâm chưa thấy mùi nhiều, nhưng mà tính khi một lúc nữa thì bắt đầu cái lớp hương giữa của nó bắt đầu bung ra, bắt đầu nó tỏa hương ra, thì thực sự mới cảm thấy là có mùi nó là có thuốc lá, một cái vị rất là điềm đạm, đàn ông, chững chạc. Nhưng mà nó cũng khá sử dụng, khá là thích hợp cho tất cả các nam nhân trẻ tuổi nha các bạn. Thì cái thiết kế cái chai của nó là vuông vức như thế này và được bao một cái lớp vải ở ngoài, đúng theo cái phong cách sập caro của nhà Burberry luôn, bằng vải nha các bạn, bằng vải. Nhìn cái chai thì cũng khá là thích và nó khá là phong cách, so với phong cách và phong trần so với những cái chai nước hoa nam mà trên thị trường đang có. Với lại cái chai này á, thì Lâm thấy là cái giá tiền của nó khá là tốt, rất là thích hợp để mà sử dụng hàng ngày luôn. Và nếu mà ở những cái khu vực nào mà nắng nóng thì hạn chế sử dụng, bởi vì cái mùi này cũng hơi nồng một chút xíu ở cái tông mùi giữa. Nhưng mà dần dần về sau thì nó sẽ dễ chịu hơn. Cái chai 100ml hiện tại bên Lâm Mùi Shop bán giá rất là tốt. Nếu mà các bạn có quan tâm sản phẩm thì hãy liên hệ qua hotline 0939010432 để được tư vấn và ship hàng toàn quốc nha các bạn. Với thêm một cái là Lâm đã thử qua tối hôm qua rồi. Lúc mà tối hôm qua Lâm á thử ra rồi thì mới xịt thì Lâm chưa thấy mùi nhiều, nhưng mà đến khi cái tông mùi thứ hai thì bắt đầu nó tỏa mùi ra, thì rất là hay, đúng mùi thuốc lá luôn các bạn. Một trong những cái note thuốc lá mà có thể nói là chủ đạo và cũng là một trong những cái mùi đình đám ở, nói về cái tông mùi thuốc lá dành cho nam, thì Burberry London xứng đáng được Lâm chọn, bởi vì thứ nhất là giá tiền và thứ hai là cái nốt hương của nó cũng rõ nét và dễ cảm nhận. Thì các bạn có liên hệ với mình thì hãy liên hệ qua Zalo, Facebook, Instagram hay là YouTube, các cái đều có mẫu số điện thoại duy nhất, đó chính là 0939010432. Thêm một cái nữa, Lâm cũng có giao hàng cho một số khách ở miền Nam, ở miền Tây, thì một chút xíu Lâm sẽ đóng gói và gửi hàng. Thì tối hôm qua Lâm đã thử mùi và sáng hôm nay Lâm mới review. Thì sáng hôm nay Lâm sẽ giới thiệu các bạn một số mẫu nước hoa mới mà Lâm sẽ giao hàng ha. Đây là Tom Ford Black Orchid ha. Cảm ơn một cái khách hàng ở Hà Nội nha. Cái bạn này ở Hà Nội đã tin dùng, xem video clip của Lâm và đã tin dùng. Cảm ơn một bạn ở Hà Nội thủ đô ha. Rồi đây là Chanel Coco Mademoiselle phiên bản Intense ha các bạn. Cái phiên bản Intense này có chữ Intense nha. Có chữ Intense thì nó sẽ cao cấp hơn, đậm đặc hơn, giá tiền thì cao hơn. Tuy nhiên mà theo cảm nhận cá nhân của Lâm thấy á, thì cái phiên bản này và phiên bản Eau de Parfum cũ á, thì cái phiên bản Eau de Parfum cũ vẫn rất là hay, vẫn có thể nói là 9.5 và 10, chứ không hoàn toàn quá chỉ trên lệch các bạn.
không có chênh lệch đâu ha. Với lại đây là Axmedi Coach For Men là phiên bản 75ml, hôm nay Lâm ra hai chai nha. Đây là hai vị khách ở Ninh Kiều Cần Thơ ha các bạn, ở Ninh Kiều Cần Thơ ủng hộ ha. Vâng, và tiếp tục đây là Club Deluxe, một cái phiên bản copy cast của nhà Chris Aventus, rất là hay, vị rất là hay ha, và đặc biệt có tem luôn ha các bạn. Ở đây cũng có mã code ha. Lâm hồi tối hôm qua Lâm mới vừa mới nói chuyện và trao đổi với một số khách hàng của Lâm, là những cái khách quen đã ủng hộ Lâm trong xuyên suốt những năm qua, và người ta nói là nếu mà nước hoa mà diễn đạt được bằng lời thì thôi các bạn mua sách để về đọc chứ không nên mua nước hoa. Đây là Vitrasti Bright Crystal Absolute, là phiên bản Absolute, là phiên bản Elder Perfume, phiên bản cao cấp hơn so phiên bản Elder Toilet ha. Cái vị khách này là ở Hải Dương ha các bạn, Hải Dương ủng hộ. Gucci Plum, Gucci Plum thì trước khi Lâm làm review, Lâm đã ra hết 6 chai rồi, giờ còn 1 chai. Một xíu nữa sẽ ra về khách ở Hà Tiên, An Giang, Hà Tiên á các bạn. Có một cái món đặc biệt mà Lâm muốn giới thiệu các bạn, đây chính là Chanel Chance, phiên bản Elder Tendry, là phiên bản màu hồng, nhưng mà phiên bản Elder Perfume hết các bạn. Đây là cái chai nước màu hồng nha, cái nước màu hồng nhưng mà Elder Perfume nha. Đây là phiên bản mới của năm 2019, vừa mới ra mắt cách đây khoảng 1 tháng trở lại thôi. Đây là phiên bản là mới nha các bạn, phiên bản mới nha. Cái hộp thì nó là màu hồng và nước bên trong cũng màu hồng, tuy nhiên cái nắp của nó là nắp kim loại chứ không phải là nắp nhựa nha. Lúc trước nó không có hàng chữ này thì là nắp nhựa, còn bây giờ nó có hàng chữ này rồi á thì là nắp kim loại mới nha, cao cấp hơn, đậm đặc hơn và mới hơn, mới ra mắt cách đây khoảng 1 tháng trở lại thôi. Chanel Chance Elder Tendy, phiên bản Elder Perfume ha, nắp kim loại nha các bạn, chứ không phải nắp nhựa nha, mà nước màu hồng nha, và sản xuất tại Pháp. Chanel bên Lâm kinh doanh là Chanel Pháp thôi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng.